Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Mobile. Và đây là kênh YouTube nhỏ bé của mình. Đây, chúng ta sẽ cùng nhau đến với đấu với một cái bạn tên là Nguyễn Huệ. Và tập này thì chúng ta sẽ cùng nhau mang một cái con này cướp biển dùng cà rư dê nha. Con này đó là Heric mới nhất và VIP nhất hiện nay luôn. Đây, chúng ta sẽ cùng chào đón chiến binh ghê gớm Action. Như mọi người đều biết thì cái con này đó là con Heric mới nhất luôn. Và nó mang trong người một cái sức mạnh rất là bá đạo và nhiều bạn không biết. Một cái sức mạnh tiềm ẩn các bạn à, một sức mạnh tiềm ẩn mà ẩn hoài tìm không ra. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khai thác cái sức mạnh đến từ cái con cướp biển dùng cà ri dê. Đây, tới luôn. Ôi trời ơi, chúng ta vừa mém hạ gục được con Maliku. Wow, không để mọi người chờ đợi lâu nữa, chúng ta sẽ cho các bạn xem sức mạnh của cái con cướp biển dùng cà ri dê. Tới luôn. Oh yeah, thấy chưa các bạn, thấy chưa? Win rồi. Hạ gục, knock out tem bạn trong vòng một nốt nhạc thôi. Xài một chiêu, một không tới chiêu thứ hai. Còn bây giờ thì các bạn sẽ được chiêm ngưỡng sức mạnh của robot quỷ diệt ha. Quýn coi là nhẹ nhàng nhường nhịn luôn. Chúng ta không xài chiêu đam mà thậm chí còn giảm đam luôn. Bạn này level 60 nha. Và HNT thì level 54. Nói chung là bạn này trên mình khoảng 6 level. Siêu xả. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, các bạn thấy ghê không? Đây, HNT đã khai thác cái sức mạnh tiềm ẩn của đầu mới đấu với bác Nguyễn Huệ xong. Và những thành viên nào đã kết bạn với HNT rồi, comment bên dưới cho HNT biết với. Để cho HNT biết cái tên là các bạn đã đang xem theo dõi kênh HNT Channel. Và mình sẽ đấu với những bạn đó để cho các bạn nó xem trực tiếp. Chúng ta đấu với nhau cho vui. Rồi bây giờ thì sao nè, trong đây có rất là nhiều cái tên à, mình không biết đấu với bạn nào trước và bạn nào sau. Mình sẽ đấu với các bạn tên là Huỳnh Phúc nha. Giờ mình sẽ đi lựa một cái đội hình vừa thôi, vì bạn này level không cao. Này, lấy nhiều con rồng ra đánh cho các bạn xem cho nó vui. Ồ, có ai đã từng nhớ đến anh quả ớt sừng trâu chưa? Một trong những con rồng quyền thoại. Khi mà HNT chơi á, thì cái con này lúc mà mình mua nó về rất là đẹp và sang chảnh, mình xài nó rất là nhiều luôn. Bây giờ thì đã lâu rồi mình không có mua nhiều về chú ấy. À, vì sức mạnh của chú ấy bây giờ nó kém xa những cái con kia quá. Và bây giờ HNT sẽ múa lửa lại cho các bạn xem. Ôi xôi ơi, chúng ta đang lãnh sát thương. Ờ không sao. Hai chục hả, không biết đam nổi không, nhưng mà chúng ta lấy cho quả ớt sừng trâu nha. Ô quá đỉnh, quá đỉnh. Hàng tấn sát thương đang được múa luôn. Cướp biển lao ra và nó sử dụng cái đao của mình. Kết thúc đẹp mắt. Tên 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 tên. Hạ gục thành công Huỳnh Phúc nha. Rồi còn bạn nào nữa đây? Chúng ta sẽ đấu với ai bây giờ? Đấu với bạn Đặng KL đi ha. Đặng KL, không biết cái chữ này có ý nghĩa là gì, nhưng mà chúng ta đấu với bạn này cho vui. Đặng KL cũng level ngang mình, thì mình nghĩ chắc đội hình chắc cũng kha khá, vì ngang mình mà. Ngang mình. Rồi, chúng ta cùng nhau đấu với các bạn Đàn. Ôi, wow, thấy chưa các bạn, thấy chưa? Mình nói mà ngang mình mà. Ngang luôn á. Rồi, bây giờ thì robot quỷ diệt sẽ lao ra và bắt xe nhẹ con lão già râu dài. HNT đang gọi là nghiên cứu cục diện. Tên bạn đang còn một con H, một con L. Level khá là cao là 29 rồi 30. Nếu như mà mình nghiên cứu cục diện này sai thì mình sẽ hoàn toàn bị thất bại hay là bị người ta quýnh bấy sấy. Hạ gục thành công con đầu tiên, tên bạn lần lượt đem Heroic VIP ra đấu liền. Ý định của tên bạn là muốn hạ gục cái con cướp biển dùng carrier này của HNT. Mình biết được điều đó và mình sẽ không cho tên bạn ý định thành công. Mình sẽ mang Ruby Boy. Em được đam nè anh hai, em được đam nè. Ruby của em bá đạo lắm luôn á. Xem nè. Ba
32k lượng máu tên bạn không còn một giọt. Wow, gắt quá cơ. Không thể tin được. À, tính là chú này cũng mạnh ớn nhỉ. Chúng ta sẽ chơi nhây. À, rồng hố đen hả, hố đen. Ta cho mày thành hố, hố đỏ luôn chứ hố đen hả. Tới luôn, lưỡi đao phán xét đến từ chiến binh cướp biển. Tèn 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 tèn. Tình cha map như vực thái dương, dương dương. Ok, cái bài hát quyền thoại mà hát tài rất là thích từ thợ bé các bạn à. Cái bài đó chính là cái bài Tình cha của ca sĩ Ngọc Sơn. Mà thiệt tình đó là cái hát về mẹ thì người ta rất là làm rất là nhiều bài, nhưng mà hát về cha thì hát anh ta biết được có một cái bài đó là Tình cha thôi. Mà nếu như mà ca sĩ Ngọc Sơn mà không có nổi tiếng thì thiệt tình là cái bài Tình cha không biết luôn. Công ơn của cha mẹ là ngang nhau đúng không? Nhưng mà tại sao lại nâng mẹ lên quá mà tại sao cha lại cuộc sống đúng là. Tại sao lại có ngày quốc tế phụ nữ mà không có ngày quốc tế phụ nam chứ hả? Ôi trời ơi, đã khiến mình suy nghĩ rất là thú vị luôn. Cái gì? Ratun 4 sao luôn. Ôi trời ơi, 4 sao là VIP lắm đó nha. Trời ơi, mình không tin luôn á. Bạn này lại có sở hữu một cái con Ratun 4 sao. Mình đang cố gắng nâng sao Ratun luôn mà mình nâng mới được có hình như là kiếm đủ nguyên liệu nâng được một sao mà chưa nâng lên luôn. Đang trong cái quá trình tiến hóa. Wow, và mình đã từng nghe tới ca sĩ chuyên gia độc rap cái bạn cái anh đó tên là gì ta? À, Đen Vâu thì phải. Tiến hóa để cô đơn. Có lẽ chúng ta đang tiến hóa để cô đơn hơn. Nghe cái câu đó thì nghe cũng khá là thố nha. Mình tiến hóa mà sao tối ngày thì đưa tới cô đơn, mà thiệt tình là mình cũng đang cô đơn thiệt nè. Rồi, chơi gió cho vui rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau còn hai hiệp nữa. Hai trận này mình sẽ đấu với ai đây? Ai đây? Ai sẽ là người? Ai sẽ là người tiếp theo? Kéo cái gì đâu mà kéo dư vậy anh hai? Anh kéo một phát luôn mà từ dưới mà nó kéo lên trên luôn á. À, ở đây có một cái bạn Long Lê. Bạn này để một cái tấm hình, chắc đây là cái không biết là mẹ hay là chị của bạn đó đây. Nhìn rất là dễ, đáng yêu đi, nói chung là vậy. Phụ nữ là phải đẹp mà, cho nên nó là 90% khi mà gặp phụ nữ người ta đều thích được khen cả. Phụ nữ là một người giống như là người ta rất là thích cái lời khen, nhưng mà không ai thích lời chê. Kể cả mình cũng vậy, khen mình vui chứ. Cái chê mình thì đôi khi cũng buồn chút xíu chứ. Ôi trời ơi, buồn lắm cơ. Còn về phụ nữ, về con gái là phụ nữ thì các bạn biết một điều, người ta rất thích được khen, cho nên đừng có tiếc lời khen với con gái nha. Đừng có tiếc cái lời khen, thậm chí là có nhiều giống như là bố thường kêu con chạy vô, con ơi con hãy khen mẹ một tiếng, hôm nay mẹ mặc cái bộ đồ đẹp quá, mẹ sơn móng tay đẹp quá, mẹ có một cái móng tóc đẹp quá. Nhưng mà chả có ai mà đi vô kêu á là ôi con ơi con về con khen cha con hôm nay đẹp trai quá, là cha ơi hôm nay cảm ơn cha nha, cha đã cho con được một cha đã xây cho con có một cái mái nhà thật là ấm cúng để ở hay là để học hành, cha đã mua cho con được một cái đèn mới để cho con học mà sáng vào buổi tối thôi, chả có ai nhớ hết mà. Nhưng mà cũng phải khen mẹ, tại sao vậy chứ hả, đôi khi cha cũng cần lời khen chứ đúng không nè. Ai đúng đồng ý vô khen cha một cái đi nha, mà khen mỗi ngày càng tốt ha. Ai hi. Ok, gọi là công ơn cha mẹ thì như nhau, cho nên đừng có phân biệt đối xử nha. Khen cha nhớ khen mẹ với. Đó là một cái điều HT đã biết được. Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với một cái trận đấu vô cùng gay cấn. Ôi trời ơi, vì sao gay? Con này là con gái. Trời ơi, các bạn thấy chơi Super Girl là con gái đó. Thấy mình tài ghê không? Mình biết chữ girl là gái luôn. Tiếng Anh tiếng Anh girl là con gái, qua tiếng Việt nè. Còn super người ta gọi là siêu nhân. Nghĩa là Superman là người đàn ông thép. Superman là người siêu nhân. Nói chung là Superman là siêu nhân đi ha. Chứ mình cũng mấy cái vụ này nó gắt não, gắt gói não quá.
Rồi và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái gì hố đen ha. Cho chú Thành hố sâu luôn nè. 52k vừa ra đi. Ôi trời ơi. Bây giờ thì cục diện Gooby Boy sẽ được ra mối lửa với các bạn. Em. Ồ, nhạc nghe rất là sung luôn. Nghe nhạc là thấy rất là sung sướng luôn á. Wow, bây giờ thì chúng ta làm được cái gì nè? Vẫn còn. Hiện tại ông đệ bụng bự vẫn còn tồn tại và chắc có lẽ đây sẽ là cái kết cục đẹp của ông đệ luôn. À và các bạn ơi, nhớ cho HT một subscribe nha. Ai chưa đăng ký kênh thì nhớ bấm đăng ký kênh HNT và mở thông báo đăng ký chuông lên nha mọi người. À và đây là kênh YouTube mới của mình nên mong các bạn hãy đăng ký và nhớ mở thông báo. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn nha. Đây chúng ta mới xúc xong một thành viên và vừa đấu hết 6 trận luôn rồi. Đấu 6 trận ông nó cho nó không cho win nữa chứ gì. À và mình sẽ đi live hai con rồng lại với nhau nha. Lần này thì mong ra twin. Không ra nữa rồi, tại sao số lại nhỏ thế? Rồi và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.